Bố mẹ đi làm ăn xa, nữ sinh ở nhà bị xâm hại. Theo kênh 14 đưa tin, tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, vừa xảy ra vụ án thương tâm chấn động dư luận khi một nữ sinh lớp 8 bị hàng xóm xâm hại, dẫn tới hậu quả mang song thai. Nạn nhân là em BTH sinh năm 2011, đang học lớp 8, trú tại xã Cẩm Bình. Hát có hoàn cảnh rất đặc biệt khi có cả bố và mẹ đều đi xuất khẩu lao động, gửi con ở nhà cho ông bà nội chăm sóc học hành chia sẻ với phóng viên người đưa tin, ông Nguyễn Tiến Đạt, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Cẩm Bình cho biết, nhà trường hiện có 14 lớp với tổng 570 học sinh. Theo khảo sát sơ bộ từ đầu năm học, có 210 học sinh có bố mẹ đi làm ăn xa hoặc xuất khẩu lao động, chiếm khoảng 47%. Đặc biệt, có 110 học sinh có cả bố và mẹ đi làm ăn xa, gửi con ở nhà cho ông bà, người thân chăm sóc. Ông Đạt cho hay, cuộc họp phụ huynh đầu năm, tôi thấy rất nhiều ông bà tham gia đại diện phụ huynh cho học sinh tôi có hỏi thì được biết bố mẹ các em đi làm ăn xa xuất khẩu lao động theo ông đạt việc nữ sinh hát bị xâm hại dẫn tới mang thai là câu chuyện xảy ra khi các em về với gia đình nhưng rất đau lòng nữ sinh hát có cả bố và mẹ đều đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài chị em hát ở nhà với ông bà nội đã xa để đi học dù nhiều lần bị xâm hại nhưng em hát không dám nói với ông bà người thân và thầy cô thời gian gần đây thấy bụng học sinh to lên và có nhiều biểu hiện bất thường với sự nhạy cảm của một người mẹ người phụ nữ cô giáo chủ nhiệm đã báo cáo sự việc với hiệu trưởng nhà trường sau khi liên lạc được mẹ hát đồng ý cô giáo chủ nhiệm mới dùng que thử thai thì kết quả phát hiện sự thật bàng hoàng là em này đã mang thai để có kết quả chính xác cô giáo đã đưa học sinh tới trung tâm y tế đã siêu âm thì xác định nữ sinh này đang mang song thai ông đạt chia sẻ dù mang thai nhưng em ấy vẫn ngây thơ chơi đùa cùng bạn bè chưa ý thức được khiến chúng tôi rất thương và đau lòng Trở về nước sau khi gặng hỏi, xác định con gái mình bị gã hàng xóm đổi bại xâm hại, chị BTH, mẹ em H đã làm đơn tố giác lên cơ quan công an. Hiệu trường trường trung học cơ sở Cẩm Bình cho hay, phụ huynh học sinh đi xuất khẩu lao động, đi làm ăn xa tăng thu nhập, từ đó có điều kiện kinh tế, chăm sóc vật chất cho con cái tốt hơn. Ngoài ra, nguồn thu nhập từ hoạt động xuất khẩu lao động mang lại đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, việc cả bố và mẹ đi làm ăn xa người con lại cho ông bà và người thân chăm sóc trong khi ông bà đã già cũng là một thiệt thòi cho các em. Ông bà chỉ lo cơm nước ăn uống, việc quản lý chăm sóc kèm cặp theo dõi học sinh khoảng thời gian về sinh hoạt với gia đình rất hạn chế. Theo ông Đạt, đầu năm học 2024-2025, nhà trường có 10 chuyên viên của phòng giáo dục và đào tạo huyện Cẩm Thủy về nói chuyện tuyên truyền về phòng chống tai nạn đuối nước, hôn nhân cận huyết, giáo dục giới tính. Tại các giờ học trải nghiệm, nhà trường cũng đề nghị thầy cô giáo mạnh dạn truyền tải về giới tính, biện pháp phòng tránh bảo vệ xâm hại tình dục. Tuy nhiên theo ông Đạt, để bảo vệ được học sinh trước tình trạng xâm hại tình dục thì cần sự quan tâm chung tay của gia đình, nhà trường và cả xã hội, trong đó vai trò của gia đình rất quan trọng. Báo Lao động đưa tin. Chiều 13 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiệu, sinh năm 1997, trú tại xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, về tội giết người. Trước đó khoảng 19 giờ 30 ngày 12 tháng 10, tại đường tỉnh lộ 309 thuộc thôn Bồ Yên, xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, vụ sát hại người xảy ra. Nạn nhân là chị Hà Thị Dê, sinh năm 1997, trú tại xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương theo công an tỉnh vĩnh phúc sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường nên chưa có căn cứ xác định xét thấy đây là vụ án sát hại người với tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên ban giám đốc công an tỉnh vĩnh phúc đã giao phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp phòng kỹ thuật hình sự công an huyện tam dương và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và tổ chức điều tra đồng thời phát đi thông báo truy tìm đối tượng theo ghi nhận tại hiện trường, thời điểm xảy ra vụ án, trời đã tối và đoạn đường không có các hộ dân sinh sống, cũng như không có nhân chứng trực tiếp hay camera an ninh soi chiếu. Phòng Cảnh sát Hình sự đã huy động 100% lãnh đạo cán bộ chiến sĩ phối hợp với Công an huyện Tam Dương áp dụng các biện pháp điều tra, biện pháp nghiệp vụ để làm rõ đối tượng gây án. Đến khoảng 11 giờ ngày 13 tháng 10, lực lượng tham gia điều tra vụ án đã làm rõ và phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Thiệu, chồng nạn nhân khi đang bỏ trốn tại thị trấn Sóc Sơn. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Văn Thiệu khai nhận anh ta và chị Hà Thị Dê kết hôn với nhau từ năm 2017, đến nay chưa có con chung. Quá trình sinh sống giữa hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn. Cách đây khoảng hơn một tháng, chị Dê muốn ly hôn và bỏ về nhà mẹ đẻ ở xã Hoàng Hoa sinh sống. Sau đó Thiệu đã nhiều lần yêu cầu vợ về nhà nhưng chị Dê không đồng ý. Tối 12 tháng 10, Thiện mang một con dao nhọn dài và điều khiển xe máy đến đoạn đường vắng, dừng chở vợ. Thời điểm này, chị Dê điều khiển xe máy đi từ thôn 4, xã Hướng Đạo, theo hướng ra đường tỉnh Lộ 309, đi thị trấn Hợp Hòa, Tam Dương, để đi làm ca đêm. Khi đó, Thiệu điều khiển xe máy đi song song với xe chị Dê và đề nghị vợ về nhà, nhưng chị Dê không đồng ý. Lập tức đối tượng cầm dao đâm vào phần bả vai trái của chị Dê. Thấy vợ bị chảy nhiều máu nên Thiệu đã đỡ chị Dê ngồi sau xe mình và đưa đến trung tâm y tế huyện Tam Dương rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, do vết thương nặng, mất nhiều máu nên nạn nhân đã không qua khỏi. Được biết, nghi phạm từng có một tiền án mua bán trái phép chất ma túy năm 2015. Theo báo Dân Việt đưa tin, vào ngày 12 tháng 10, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PA05, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phối hợp Công an thành phố Đà Lạt triệu tập làm việc đối với 5 người dân sống tại thành phố Đà Lạt để làm rõ hành vi đăng thông tin sai sự thật, xuyên tạc về Đại hội khỏe vì an ninh Tổ quốc lần thứ 9 và hội thi điều lệnh quân sự võ thuật công an nhân dân lần thứ 6 khu vực 3. Cụ thể những người được triệu tập là ông NDT sinh năm 1971, trú tại phường 2 thành phố Đà Lạt, là chủ tài khoản Facebook NT. Ông BVT sinh năm 1985, trú tại phường 9 thành phố Đà Lạt, ông VMN sinh năm 1984, trú tại phường 12 thành phố Đà Lạt những tài khoản nêu trên có hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc sai sự thật, cho rằng các hoạt động tập luyện của đội mô tô hộ tống danh dự của Trung đoàn 375 Bộ Tư lệnh cảnh vệ Bộ Công an là ý quyền ý thế chạy xe thả hai tay lạng lách đánh võng không coi pháp luật ra gì vân vân, việc tập luyện để đi ăn cướp. Ngoài ra, phòng PA05 còn tiếp tục phát hiện làm việc với quản trị viên của các trang hội nhóm cộng đồng lớn tại địa phương như bà TH sinh năm 1982, trú tại phường 6 thành phố Đà Lạt là quản trị trang EQOS Đà Lạt có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về hoạt động của trung đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh công an nhân dân là dịch vụ cưỡi ngựa ngắm hồ Xuân Hương. Ông MD sinh năm 1991, hiện trú tại phường 4, thành phố Đà Lạt, là đồng quản trị trang thông tin Đà Lạt. Ngoài ra, còn có quản trị viên các nhóm Facebook khác như Người Đà Lạt, Đà Lạt Review tất tần tật, vân vân có hành vi buôn lỏng không kiểm duyệt nội dung phê duyệt cho người theo dõi đăng tải các tin bài bình luận có nội dung sai sự thật vi phạm pháp luật trên trang do bản thân quản trị và điều hành Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật, đồng thời tiếp tục xác minh tất cả các trường hợp tài khoản cá nhân ở trong và ngoài địa phương, đăng tải, bình luận, chia sẻ, quản trị viên các trang hội nhóm, buôn lòng, kiểm duyệt, phê duyệt cho thành viên đăng tải các nội dung sai sự thật, vi phạm pháp luật để phối hợp Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước, triệu tập làm việc. Theo phòng PA05, Đại hội khỏe vì an ninh Tổ quốc lần thứ 9 và hội thi điều lệnh quân sự võ thuật công an nhân dân lần thứ 6 khu vực 3 của Bộ Công an là sự kiện thể thao chính trị quan trọng của Bộ Công an. Đại hội đã được Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt cấp phép, trong đó có nội dung biểu diễn mô phỏng các tình huống thực tế trong công tác cảnh vệ do đội mô tô hộ tống danh dự của trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an thực hiện. Theo đó, các hoạt động sẽ diễn ra tại lễ khai mạc đại hội khỏe và hội thi nói chung, trong đó có chương trình biểu diễn của đội mô tô hộ tống danh dự của Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, đều là mô phỏng các tình huống nghiệp vụ mà lực lượng công an sẽ xử lý trong thực tế, phục vụ công tác chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Trung đoàn 375 là lực lượng cảnh vệ có chuyên môn được cấp phép tập luyện biểu diễn các nội dung lái xe mô tô là một trong những biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an được áp dụng để phòng ngừa phát hiện, ngăn chặn hành vi nguy hiểm xâm hại đến sự an toàn của đối tượng cảnh vệ, quy định tại Luật Cảnh vệ, Luật Công an nhân dân qua công tác bảo đảm an ninh mạng vừa qua công an tỉnh lâm đồng đã phát hiện một số tài khoản trang hội nhóm mạng xã hội đăng tải phát tán nội dung sai sự thật xuyên tạc về các hoạt động liên quan đến đại hội khỏe và hội thi cho rằng về tập luyện biểu diễn của đoàn xe mô tô là không đúng thả hai tay khi điều khiển xe là vi phạm luật giao thông đường bộ gây rối trật tự công cộng coi thường quy định pháp luật cổ suý hướng dẫn cho người khác điều khiển phương tiện lạng lách đánh võng khi tham gia giao thông so sánh với trường hợp Trần Thị Ngọc Trinh thường gọi là người mẫu Ngọc Trinh và người dân cũng làm vậy nhưng bị xử lý còn lực lượng công an thì không Tuy nhiên, việc tập luyện của đội mô tô hộ tống danh dự của Trung đoàn 375 bản chất khác hoàn toàn với hành vi vi phạm của trường hợp Ngọc Trinh là điều khiển xe gắn máy phân khối lớn, không mặc đồ bảo hộ, thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm, di chuyển trên nhiều tuyến đường giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, không được cơ quan chức năng cấp phép, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự công cộng và an toàn giao thông, vi phạm pháp luật.